Thưa quý vị, những năm gần đây, áp thấp nhiệt đới, bão lũ, lốc xoáy xuất hiện với tần suất cường độ ngày càng cao và bất thường, gây thiệt hại về người và tài sản. Để chủ động ứng phó với những diễn biến bất ngờ của thời tiết, nhất là mùa mưa bão, hôm qua 23 tháng 9, huyện Bình Đại đã tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã điểm Giang Quế Tây. Tình huống diễn tập được giả định là, theo thông báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 4 sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Mũi Cà Mau. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2022, vị trí tâm bão vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, ngay sát bờ biển phía đông tỉnh Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 12. Bão di chuyển với tốc độ từ 103 đến 133 km/h, biển động dữ dội. Vùng biển Bến Tre, bão có khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền và xuất hiện lốc xoáy nguy hiểm. Cuộc diễn tập chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển cấp xã vào trạng thái khẩn cấp về thiên tai. Giai đoạn này có 3 nội dung cần được triển khai, gồm họp đảng ủy mở rộng, họp ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thông qua kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã. Giai đoạn 2 là phần thực binh, gồm thực hiện sơ tán người dân về nơi an toàn để tránh trú bão. Các lực lượng giúp dân làm công tác chằng chống nhà cửa, công tác cứu hộ người bị thương do nhà sập và dọn dẹp cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão số 4. Chúng tôi đã triển khai cái kế hoạch, thì phân công cái lực lượng thì đảm bảo là theo phương châm 4 tại chỗ. Chúng tôi chỉ huy tại chỗ, thì bố trí lực lượng phương tiện, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật chất tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Thì qua đó thì chúng tôi đã phân công các cái thành viên của ban chỉ huy đến các cái hộ dân để mà vận động tuyên truyền cho người dân đến di dời đến nơi an toàn, rồi đồng thời bố trí lực lượng để mà chồng chắn nhà cửa để mà làm sao cho người dân khi bão vào không có bị thiệt hại, và đồng thời là thực hiện cái chuẩn bị cái cơ số thuốc để đảm bảo cho cái người dân di dời để mà chăm lo sức khỏe cho người dân, đồng thời phân công các lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi mà di dời dân vào. Rồi đồng thời thì hậu cần tại chỗ chúng tôi vận động các cái chủ tiệm tạp hóa để làm sao mà đảm bảo cái nguồn lương thực thực phẩm như mì tôm, gạo để mà cho người dân sinh sống trong cái thời gian mà tránh trú bão an toàn. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại, quá trình diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở xã Giang Quế Tây đã vận dụng phù hợp sát với điều kiện thực tế của địa phương cũng như các tình huống đã đặt ra. Huyện có chỉ thị tổ chức diễn tập là phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đối với cấp xã để cho lực lượng của cấp xã là thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, làm quen với cái việc này, và đồng thời cũng là rút kinh nghiệm cho tất cả các xã về dự hôm nay để mà nghe cái vận hành cơ chế của ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã và vận hành cơ chế của cấp ủy, của chính quyền cũng như đối với các ấp để mà thực hiện với phương châm là 4 tại chỗ khi có cái thiên tai xảy ra trên địa bàn, nhằm đảm bảo tuyệt đối về an toàn, về tính mạng và tài sản của người dân trong cái vùng có khi thiên tai xảy ra. Cuộc diễn tập nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân các xã trên địa bàn huyện Bình Đại về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong những tháng cuối năm, với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại rủi ro do thiên tai gây ra.